Vâng, âm thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc. Rất vui mừng cửa hàng lại được quay trở lại với quý khách hàng trong một clip test sản phẩm gửi những vị khách hàng ở xa. Ngày hôm nay ngày 4 tháng 4 năm 2020, cửa hàng âm thanh Hạnh xin test một chiếc Omni Acoustic E407 để gửi cho một vị khách hàng có địa chỉ tại thành phố Hà Nội. Và cửa hàng đang phối ghép cùng với chiếc Omni Acoustic E407 là một chiếc đầu CD Acoustic DP67. Cùng với đó là một cặp loa Tannoy Tunberry GR hàng mới tinh. Cặp loa còn nguyên thùng hộp, chưa qua sử dụng. Vâng, đây là những sản phẩm mà bên cửa hàng cung cấp ra cho quý vị và các bạn. Là những sản phẩm chính hãng, những sản phẩm có thương hiệu trên thị trường audio. Vâng, vậy mọi thông tin chi tiết mua sắm, quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng âm thanh Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, đây là một chiếc Omni Acoustic E407 chuẩn bị đóng gói vận chuyển hàng cho vị khách hàng có địa chỉ tại quận 2 Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Vâng, một chiếc Omni Acoustic E407, chiếc này thì không còn thùng. Vâng, anh có địa chỉ tại quận 2 Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Vâng, trước khi gửi hàng cho những vị khách hàng ở xa, cửa hàng có thời gian vẫn làm những clip thông báo đăng lên kênh của mình cho những vị khách hàng đang theo dõi kênh được biết những sản phẩm được rời khỏi cửa hàng trong ngày. Và cửa hàng sẽ quay chi tiết để cho quý vị và các bạn có thể cảm nhận một chiếc Omni Acoustic E407. Vâng, những dòng Omni cao cấp như vậy thì rất là đẹp rồi. Vâng, còn nguyên cả miếng dán ấn nút bao này. Vẫn để nguyên để cho đỡ bị bảo vệ, đỡ bị sắt xước và hao mòn. Vâng, vẻ đẹp của những chiếc Omni Acoustic thì quý vị và các bạn khỏi phải suy nghĩ về sản phẩm này rồi. Và cửa hàng đang phối ghép cùng với đó là một chiếc đầu CD Acoustic DP67 và một cặp loa Tunberry GR. Vâng, do hơi ngược sáng nên sản phẩm bị lóa chút nhé. Và cửa hàng cũng lại sẽ quay phía đằng sau cho anh khách hàng cảm nhận vẻ đẹp của chiếc Omni. Và chiếc Omni này thì cũng còn nguyên điều khiển này. Rất là đẹp và mới luôn nhé. Về thu xếp lại ngày trong đêm ngày, vội vàng thêm những lúc yêu. Về bên núi đời
Vâng, một chiếc Amni có giá là trên 70 triệu đang thể hiện tốt với cặp loa có modem là Tannoy Tunberry GR hàng mới. Những chiếc Amni này thì phối ghép được rất nhiều những dòng loa, như dòng loa Tannoy có mức tiền tầm trung và tầm cao thì đều thể hiện rất là tốt. Vâng, có lẽ em Thanh Mỹ Hạnh cũng xin tạm dừng clip tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo. Xin thân ái, chào tạm biệt. Một đêm bước chân về.